truy tố bị can Đỗ Minh Tâm cựu phó cục trưởng cục quản trị y, thuộc văn phòng quốc hội về tội lừa đảo. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy tố bị can Đỗ Minh Tâm, 47 tuổi, cựu phó cục trưởng cục quản trị y, thuộc văn phòng quốc hội, và Nguyễn Thế Phùng, 47 tuổi, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ông Phơ Thơ Sa Mát, tên Việt Nam là Pha, là chủ tịch công ty Asia Investment, trụ sở tại Viên Chăn, Lào. Năm 2019, ông Pha muốn xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt, Lào ở Hà Nội. Qua các mối quan hệ, bị can Đỗ minh tâm gặp ông Pha và khoe có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, có thể giúp ông Pha được cấp đất, xây nhà. Sau đó, Tâm đưa ông Pha đến khu vực gần tòa nhà Kê An Nam, quận Cầu Giấy, và chỉ vào hai khu đất, mỗi khu rộng khoảng một hectare tâm cam kết sẽ giúp ông Pha mua được hai mảnh đất này để xây tòa nhà hữu nghị, kim văn phòng cho thuê, làm biểu tượng hữu nghị Việt, Lào. Để ông Pha tin tưởng, bị can tâm đưa ông Pha vào cơ quan mình rồi yêu cầu phải chi 6% tổng số tiền đầu tư dự án và đưa trước 1,8 triệu đô la Mỹ, hơn 41 tỷ đồng. Tâm nói ông ta làm việc ở cơ quan nhà nước, không thể đứng ra nhận tiền nên bảo ông Pha đưa tiền cho Nguyễn Thế Phùng. Tin tưởng, Ông pha vay mượn được 1,8 triệu đô la Mỹ rồi chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho Phùng. Mỗi lần đưa tiền, phía ông pha đều thông báo cho bị can tâm. Thời gian sau, thấy mọi thứ vẫn tán binh bất động, ông pha hỏi tâm thì được trả lại 130.000 đô la Mỹ năm 2022, ông pha tố cáo vụ việc tới cơ quan công an. Đến nay, Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng đã hoàn trả ông pha đủ 1,8 triệu đô la Mỹ. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.